đôi khi là những cái người phụ nữ ấy, mà có cái đường tình duyên tốt đẹp ấy, thì họ đều là những cái người mà có cái khí chất bên trong của họ ấy, họ hơn hẳn những cái người bình thường. Họ đều là những cái người mà kiểu như là sẵn lòng người ta hy sinh ấy. Người ta bền bỉ, người ta hy sinh, người ta sống là người ta biết người biết ta, biết lo lắng cho người khác, chứ người ta không phải là cái người mà chỉ biết biết cho mình nữa, biết chỉ biết kiểu biết cho bản thân, biết suy tính cho bản thân, kiểu là cái người mà sống chỉ biết hưởng thụ. Nghĩa là tất cả những cái người mà đàn ông mà đến bên họ ấy, thì phải là theo cái ý của họ, và họ đương nhiên họ là cái người mà mặc nhiên là họ có nhiều cái sự lựa chọn, thế đâm ra là họ có cái cách sống mà hưởng thụ, có cái cách sống mà không để ý đến người xung quanh, không quan tâm đến người xung quanh, và họ là những cái người đôi khi là những cái người mà không biết hy sinh. Xin chào quý vị và các bạn nha. Phải thừa nhận rằng một cái điều có một cái điều như thế này này. Nghĩa là ấy, có rất nhiều những cái người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng mà cái con đường tình duyên của người ta ấy, rất lận đận, rất long đong. Người ta yêu ai ấy, thì cái mối tình ấy, nó không kéo dài. Cũng như là khi mà trong cái đời sống hôn nhân vợ chồng ấy, thì cái đời sống kết hôn, cái đời sống hôn nhân ấy cũng không được lâu, không kéo dài. Vậy thì cái nguyên nhân là gì? Cái nguyên nhân sâu xa nó là như thế nào? Nó là do đâu? Thì thế này, mình nhớ có một cái câu nói, là như thế này này: sắc đẹp ấy thì cần cho ngày cưới, nhưng mà hạnh phúc ấy thì cần cho cả đời. Cái vẻ đẹp của cái người phụ nữ ở ngoài đời và cái vẻ đẹp của người phụ nữ trong nhân tướng học nó khác, nó không giống nhau. Có những người phụ nữ ấy, ở ngoài đời thì với người đời, với những cái người mà người ta chưa chưa tìm hiểu về nhân tướng ấy, thì người ta cho rằng là rất là đẹp, từ dáng dấp cho đến khuôn mặt, từ ánh mắt nụ cười cho đến những cái giọng nói, hay là cho những cái cử chỉ, cái dáng đi, nói chung là rất là hút được cái người khác phái, khiến cho những cái người đàn ông người ta nhìn ấy, người ta dễ bị rung động, dễ bị lung lay, dễ bị như kiểu là hớp mất hồn ấy. Đấy, đấy là những cái vẻ đẹp của những cái người phụ nữ xinh đẹp ở ngoài đời. Còn trong nhân tướng ấy, thì những cái người phụ nữ ấy, mà có cái người ta gọi là cái tướng đẹp ấy, thì đôi khi người ta lại không được như thế. Nhìn người ta rất bình thường, nhìn người ta nói chung là, thậm chí có những người mà nhìn còn không được, còn hơi hơi xấu nữa cơ. Không được đẹp đâu. Theo mắt người đời thì nhìn còn còn hơi xấu, chưa được đẹp. Thế nhưng mà ấy, trong con mắt nhân tướng ấy, thì cái vẻ đẹp của người phụ nữ mà có cái tướng quý, cái tướng đẹp, mà có cái tướng mà trong cái lĩnh vực mà tình duyên hay là hôn nhân ấy, họ sẽ là cái người mà viên mãn, họ sẽ là cái người vợ, là cái người mẹ rất là tốt.
nói chung là sẽ mang lại những cái hạnh phúc cho chồng cho con. Bản thân họ ấy thì có cái đời sống mà hôn nhân rất là hạnh phúc, họ yêu thì cũng được lâu, yêu thì cũng được lâu dài, mà khi kết hôn thì họ cái đời sống hôn nhân của họ cũng rất là tốt. Vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào? Một vài cái ví dụ đơn giản là như thế này nhé. Một cái người phụ nữ đẹp ở ngoài đời thì thường thường là người ta có những cái gương mặt đây này, cái gương mặt của người ta rất là thon gọn. Nếu mà gương mặt mà là mặt trái xoan ấy thì ở cái phần bên dưới của họ ấy, bao giờ cũng cái cằm thì hóp vào đấy, kiểu như là V line, kiểu như là cái cằm V line ấy. Đấy. Thế nhưng mà cái người phụ nữ mà đẹp theo nhân tướng ấy, thì đôi khi những cái nét của người ta ở cái phía cằm ấy, thì người ta lại to, người ta lại tròn, chứ người ta không gọn, người ta không vê lai như những cái người phụ nữ mà ngoài đời là đẹp là xinh, mà cái xương hàm của người ta ấy, nó còn hơi vuông vuông, nó hơi bệnh ra, nhìn nó còn hơi thô thô. Nhìn có cái nét thô đó, thì trong nhân tướng thì cái người phụ nữ như thế là cái người đẹp. Còn có nhiều cái bạn phụ nữ thì kiểu như là bạn ấy có cái tướng rất là đẹp ở cái cằm, kiểu như theo nhân tướng đẹp, nhưng mà bạn ấy đi bạn sửa tướng ấy, thì lại thành ra là cái nét tướng ấy nó lại mất đẹp đi. Cũng giống như vậy, có những cái người có cái nét tướng phụ nữ ấy, cái mũi của người ta ấy, mũi người ta nó to, hai cái cánh mũi thì nó lại hơi nảy nở đấy, nó rộng, thì trong nhân tướng cái nét tướng đó nó là đẹp. Thế nhưng ý, có nhiều bạn nữ mà có được cái nét tướng đẹp như thế, thì các bạn thấy là cái mũi của họ, cái mũi của bản thân ấy, nó bị thô, nó chưa được đẹp. Họ lại đi họ làm, họ lại sửa, họ làm cho hai cái cánh mũi nó gọn, nó thon, nó gọn, thon gọn để cho dễ nhìn, để cho xinh xắn, cái kiểu là như thế. Chính vì vậy thì đâm ra lại vô tình lại làm mất đi cái nét đẹp của nhân tướng. Rồi lại là một cái kiểu nữa là như thế này. Nhiều khi các bạn còn đi các bạn nhấn mí nữa. Ở cái phần mí mắt đây, cái cung điền trạch đây thì nó rất là to, rất là lớn, mà để tự nhiên ý, thì cái cung điền trạch của các bạn rất rộng. Như các bạn đi, các bạn nhấn cái mí để cho nhìn rõ mí, để cho có địa điểm nhấn ý, để người ta nhìn, người ta thấy là đẹp ý. Thì vô tình thì các bạn làm cái cung điền trạch. Cái cung điền trạch nó là tốt cho cái vấn đề mà tài sản đất đai ý. Nó lại bị ngắn đi, rồi mắt các bạn lại cứ bị trợn lên ý. Nhiều bạn thì nhấn sâu quá, nó trợn lên, thế đâm ra là nhìn mắt nó bị thoát, nó bị thoát bất lộc, cũng rất là xấu đúng không? Về tướng thì rất là xấu, có thể là về cái vẻ đẹp bình thường ngoài đời thì là xinh, hoặc là như thế này, hoặc là có những cái bạn nữ mà bạn đi có những cái đôi bàn tay, phải nói là cái ngón tay của họ ấy thì lại là thuôn dài và búp măng, thậm chí là nhìn nuột nà lắm, nhìn như kiểu là những cái ngón tay của họ ấy thì không bao giờ phải làm những cái việc nặng bao giờ đấy, nhìn như là chỉ có những cái ngón tay như kiểu chỉ có dùng để chơi đàn hay là làm những cái gì đó rất là nhẹ nhàng, đại loại là như thế. Thì ở ngoài đời thì họ sẽ cho đấy là đẹp, nhưng trong cái con mắt nhân tướng ấy, thì những cái người phụ nữ ấy, có cái bàn tay, có những cái ngón tay đôi khi là không được dài mà hơi ngắn, hơi ngắn đấy nhá, chứ đừng có ngắn quá. Ngón tay, cái bàn tay mà cái những cái ngón tay mà ngắn quá thì sẽ là cái người ngu. Nhưng mà đây là hơi ngắn và nhìn ấy còn là cái bàn tay của họ còn hơi thô.
Thì trong nhân tướng thì cái người phụ nữ có cái bàn tay như thế lại là cái tướng quý, lại là cái tướng tốt. Đấy, các bạn thấy không? Nhiều cái nó là như thế. Và mình nói thêm một cái ví dụ nữa để cho các bạn biết. Nghĩa là các bạn nữ ấy, ở ngoài đời ấy, thì ví dụ là cái vòng eo của các bạn ấy, cái bụng của các bạn ấy, các bạn đi các bạn tập tành cho cái bụng nó phẳng phiu mà gần như là nó không có mỡ, nó mất sạch mỡ bụng, nó phẳng phiu. Nhiều người bụng ấy, nữ ấy, lại còn có cái cơ hai cái đường sọc ấy. Như trong thể thao thì người ta gọi cái cơ đấy là cái cơ số 11, bởi vì nó có hai cái đường sọc ở eo ấy. Chưa kể là một cái số gì đó, một số rất là nhỏ lại còn có cả múi bụng mà ở phụ nữ. Ở ngoài đời thì rõ ràng khi chúng ta xem những cái chương trình thời trang ấy, thì chúng ta thấy là những cái người mẫu nữ thì bụng gần như người ta đâu có mỡ đâu. Ngoài đời thấy là đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà ấy, ở trong nhân tướng ấy, thì người phụ nữ có cái bụng đẹp ấy, thì cái bụng của họ phải có mỡ. Phải, dĩ nhiên là không quá nhiều mỡ, không quá đồ sộ nhiều mỡ, nó bùng nhùng thì lại là xấu. Nhưng đây là phải có mỡ, nghĩa là ở cái bụng của người ta ấy, nó phải như là có một cái rổ nó úp ngược lên bụng ấy. Hoặc là như kiểu là cái bụng người ta có một cái vành đai cuốn lên ấy. Đấy, nhìn nó hơi vòng vòng, nó hơi cong cong. Đấy, nó có nét hơi cong cong ở cái bụng người ta ấy. Thì cái bụng như thế mới là cái tướng người phụ nữ đẹp. Bởi vì những cái người phụ nữ mà có cái bụng như thế thì họ là những cái người mà dễ sinh con quý tử. Những người như thế thì là người ta cũng là tấm lòng là rộng lượng, rộng rãi. Đấy, mình nói vài cái điểm như thế. Tuy nhiên thì là còn rất là nhiều những cái nét tướng mà để mà phân biệt là cái tướng quý của cái người phụ nữ, và cái nó khác với cả cái nét đẹp của cái người phụ nữ ở ngoài đời. Tóm lại, những cái vẻ đẹp của người phụ nữ ở ngoài đời theo nhân tướng học ấy, thì những cái nét đẹp của người phụ nữ đó lại là tướng xấu. Và ngược lại, những cái nét mà tướng quý của người phụ nữ theo nhân tướng ấy, thì ở ngoài đời người ta sẽ thấy không đẹp, nhìn còn hơi thô. Nhìn còn hơi xấu, hơi thô. Vậy thì quay trở lại với vấn đề, nghĩa là như thế nào? Nghĩa là ấy, cái người phụ nữ mà có cái nét đẹp theo nhân tướng ấy, thì hầu hết là những cái người mà họ là những cái người có duyên ngầm. Những cái người này thì có rất nhiều những cái khí chất mà bên trong rất là đẹp. Nghĩa là họ mang cái bản chất, mang cái bản tính ở trong lòng ấy, rất là đẹp. Còn những cái người phụ nữ mà theo nhân tướng là không đẹp ấy, không có cái tướng quý, không có cái tướng đẹp ấy, thì họ như kiểu là họ chỉ mang cái vẻ đẹp bên ngoài, mà cái vẻ đẹp bên trong của họ gần như là không có, gần như là rất là thiếu. Quay trở lại với cả cái câu nói, cái sắc đẹp ấy thì cần cho cái ngày cưới, nhưng mà còn cái hạnh phúc thì lại cần cho cả đời. Ý là gì? Ý là ấy, cái người vợ ấy, cái người phụ nữ mà để cho một cái người đàn ông mà xác định cưới, mà chung sống cho cả đời ấy, thì họ đều là những cái người mà có cái khí chất bên trong rất là đẹp. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với quý vị cùng các bạn 4 cái nét tướng duyên ngầm của phụ nữ.
bạn nào mà có một nét là bạn đó đã là cái người mà có duyên ngầm, đã là cái người mà có cái đời sống tình, có cái đời sống vợ chồng cũng như là có cái đời sống mà về cái mặt tình duyên ấy, các bạn cũng thuận lợi hơn người. Bạn nào mà có càng nhiều thì càng tốt. Có bạn nào mà có đầy đủ cả bốn nét thì cái cuộc đời, cái tình duyên của bạn thì luôn hạnh phúc, luôn viên mãn. Cái nét đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đó là cái tướng tai. Cái người phụ nữ mà có duyên ngầm ấy thì hầu hết họ đều là những cái người mà có cái đôi tai rất là dày. Nói chung ý, họ là những cái người mà có cái đôi tai vừa to vừa dày. Cái người phụ nữ ấy mà có cái đôi tai vừa to vừa dày ấy, thì họ là cái người rất yêu thương chồng con. Cái người này ấy thì yêu chồng thương con lắm. Cái người này ấy thì sẵn sàng hy sinh. Thế nên ấy, cái cuộc sống, cái hậu vận của họ rất là tốt. Họ thì là những cái người mà luôn gặp may mắn trong cuộc sống, luôn gặp những cái thiện duyên, luôn gặp những cái duyên lành. Nói chung họ là những cái người mà luôn có quý nhân phù trợ ấy. Họ thì cũng là những cái người mà có cái đôi tai như thế này, đôi tai to dày, cái người phụ nữ ấy, thì họ cũng là những cái người mà luôn có thần tài, kiểu như là gõ cửa, hay gặp nhiều may mắn. Những cái người phụ nữ này ấy, thì họ đi đến đâu họ cũng được mọi người quý mến, đi đến đâu cũng được mọi người tôn trọng. Họ là những cái người mà kiểu như là làm cái gì thì cũng được mọi người giúp đỡ. Ngược lại thì họ cũng luôn là cái người mà sẵn lòng để mà giúp đỡ mọi người. Nói chung là những cái người mà được mọi người quý mến, được mọi người giúp đỡ thì chắc chắn là họ sẽ là những cái người thành công. Họ ấy, đây là những cái người mà kiểu như là có cái nét duyên ngầm mà được trời phú cho ấy. Thế nên ấy, cái người này ấy, trong cái đời sống mà hôn nhân ấy, hay là như thế nào trong cái mặt tình duyên của họ ấy, thì lúc nào họ cũng là cái người mà suôn sẻ. Một cái nét tướng thứ hai mà người phụ nữ có duyên ngầm đó là các bạn nhìn vào cái miệng của họ. Cái người phụ nữ mà có cái nét duyên ngầm ý, thì có cái tướng miệng hình trái tim. Đấy bạn bạn thấy không? Những cái người mà nói chung là những cái người con gái ý, thì hầu hết là người ta đều là mơ mơ ước mình có được một cái miệng trái tim. Bởi vì những cái người mà phụ nữ ý, có cái miệng trái tim ý, thì họ đều là những cái người mà vô cùng may mắn. Họ là những cái người mà may mắn từ nhỏ. Nói chung họ là những cái người mà luôn được mọi người yêu quý. Họ là những cái người mà luôn được mọi người quý mến. Những người này thì được nhiều người khác phái theo đuổi lắm. Họ ấy, những cái người mà người nữ mà có cái miệng trái tim ấy, thì họ cũng là cái người mà có cái đầu óc nhanh nhẹn. Họ là những người thông minh. Nghĩa là họ ấy thì làm bất cứ cái gì hay là suy nghĩ cái gì họ đều có một cái logic. Họ là những người mà dễ thành công trong sự nghiệp. Nếu như ấy, cái môi, cái miệng của họ hình trái tim mà cái đường viền môi của họ mà lại rõ ràng, không bị khô nứt, cái môi của họ thì đỏ và căng mọng. Nói chung là khi họ cười thì tươi mà không hở lợi, thì đây sẽ là cái người phụ nữ luôn gặp may mắn, luôn có nhiều vận may. Những cái người này thì họ là những người mà kiểu như là họ sẽ có được cái hậu vận vô cùng là sung sướng. Những cái người phụ nữ mà có cái miệng như thế này, có cái miệng trái tim như này ấy, thì sau khi mà yên bề gia thất ấy, thì họ sẽ là những cái người mà luôn vì chồng vì con. Họ là những cái người mà hết mực yêu thương chồng con. Những cái người này thì họ là những cái người mà có cái tướng vượng phu ý tử. Một cái nét tướng thứ ba mà mình muốn chia sẻ. Cái người phụ nữ ý, có cái nét tướng duyên ngầm ý, thì họ có cái nét tướng thứ ba là như này. Nghĩa là các bạn hãy để ý đến cái xương gò má của họ. Cái xương gò má của họ thì thẳng nhưng mà lại không nhô quá cao.
những cái người phụ nữ mà có cái nét tướng như thế này này thì họ đều là những cái người mà rất là tự tin. Những cái người này thì họ là những cái người lạc quan, họ là những cái người quyết đoán, họ là những cái người mà rất là dễ dàng mà vươn lên trong cái sự nghiệp. Nói chung là trong cái cuộc sống của họ ấy, thì họ là những người mà dễ thành công, dễ đạt được thành công. Trong cái cuộc sống mà hôn nhân sau này ấy, thì họ cũng là những cái người mà là cái chỗ dựa mà rất là vững chắc cho gia đình. Cái người phụ nữ như thế này này, nếu như mà họ ấy, mà làm về kinh doanh mà họ khéo léo ấy, thì họ sẽ là những cái người mà đạt được những cái sự nghiệp rất là to lớn, rất là đáng kể, rất thành công. Cái người phụ nữ như thế này ấy, thì họ có thể là cái người mà chèo lái cái con thuyền kinh tế cho cả gia đình theo một cái hướng mà thuận lợi nhất, theo cái hướng mà an toàn nhất. Đấy, các bạn thấy đấy, trong cái cuộc sống ấy thì ai cũng biết rằng là cái người đàn ông ấy thì là một cái trụ cột rất là vững chắc. Nhưng mà trong cái thế giới hiện đại bây giờ ấy, thì cả nam cả nữ ấy, thì chúng ta đều phải nên là bình đẳng với nhau. Bình đẳng với nhau thì nó mới là cái tốt. Thế nên ý, nhiều khi mà chúng ta có được cái người vợ ý, mà họ ý, thì ngoài những cái việc mà là cái hậu phương, là cái người mà luôn ủng hộ chồng ấy, thì họ lại còn là những cái người mà có được cái trực giác, có được cái sự thông minh, có được tất cả những cái mà kiểu như là người ta tài năng, người ta tài giỏi ý, thì chắc chắn là người ta sẽ giúp đỡ được cho chồng, họ sẽ là những cái người mà giúp đỡ được cho gia đình rất là tốt. Và cái điều này ấy, thì cũng khiến cho những cái người phụ nữ như thế này ấy, đây là cái nét tướng mà có duyên ngầm, cũng đây cũng là cái nét tướng mà khiến cho cái người phụ nữ này ấy, là luôn có được những cái hạnh phúc trong cái đời sống hôn nhân vợ chồng, cũng như là trong cái lĩnh vực tình duyên của họ thì luôn suôn sẻ. Đấy, nó khác biệt ở ở cái chỗ là như thế. Nhiều người ấy, thì cứ bảo là làm sao mà nhiều người phụ nữ mà nhiều khi người ta xinh đẹp các thứ mà người ta lại không có được những cái không có được những cái mà bền lâu trong những cái mối quan hệ, hay là bền lâu trong những cái mối duyên, cái tình duyên của họ, là cũng là bởi vì sao? Cũng bởi vì đôi khi là những cái người phụ nữ ấy, mà có cái đường tình duyên tốt đẹp ấy, thì họ đều là những cái người mà có cái khí chất bên trong của họ ấy, họ hơn hẳn những cái người bình thường. Họ đều là những cái người mà kiểu như là sẵn lòng người ta hy sinh ấy. Người ta bền bỉ, người ta hy sinh, người ta sống là người ta biết người biết ta, biết lo lắng cho người khác, chứ người ta không phải là cái người mà chỉ biết biết cho mình, biết chỉ biết kiểu biết cho bản thân, biết suy tính cho bản thân, kiểu là cái người mà sống chỉ biết hưởng thụ thôi. Có một số cũng như là cũng có rất là nhiều những cái người phụ nữ mà họ ấy, họ đẹp thật, họ xinh thật, nhưng mà cái cách sống của họ ấy, thì ngoài những cái mà chăm chút cho những cái vẻ đẹp bên ngoài ấy, thì cái vẻ đẹp bên trong của họ thì họ lại chưa chăm sóc nhiều. Thế nên họ có những cái cách sống mà mang cái vẻ mà nghĩa là tất cả những cái người mà đàn ông mà đến bên họ ấy, thì phải là theo cái ý của họ, và họ đương nhiên họ là cái người mà mặc nhiên là họ có nhiều cái sự lựa chọn. Thế đâm ra là họ có cái cách sống mà hưởng thụ, có cái cách sống mà không để ý đến người xung quanh, không quan tâm đến người xung quanh, và họ là những cái người đôi khi là những cái người mà không biết hy sinh vì người khác. Đấy, cái điều đó là cái điều mà cũng là một cái mà gây bất lợi cho cái đường tình duyên của họ. Bây giờ mình lại nói một cái nét tướng cuối cùng tạo nên cái duyên ngầm của phụ nữ. Dĩ nhiên là ở phụ nữ thì có rất nhiều cái nét tướng có duyên ngầm. Nhưng mà trong cái video đây thì mình chỉ chia sẻ bốn cái nét duyên ngầm thôi. Đó. Một cái nét duyên ngầm nữa là cái người phụ nữ ấy, mà có cái má lúm đồng tiền ấy. Các bạn để ý, cứ để ý nhé, những cái người con gái mà có cái má lúm đồng tiền ấy, thì họ kiểu họ luôn được mọi người yêu quý. Nói chung đây là những cái người mà kiểu như là có một cái dáng vẻ mà rất là ngây thơ, rất là đáng yêu, mà thường ấy,
họ là những cái người rất là hoạt bát. Nói chung là những cái người phụ nữ mà có cái má núm đồng tiền ý, họ được mọi người yêu quý lắm. Cái má núm đồng tiền ý, thì đây là một cái nét duyên dáng mà tô điểm cho gương mặt thêm quyến rũ, thêm đẹp. Nói chung ý, thì cái người phụ nữ mà kiểu như là có cái má núm đồng tiền ý, thì họ thường thường mang cho mọi người cái cảm giác là thân thiện, cảm giác gần gũi. Họ là những cái người mà rất là vô tư, họ là những cái người mà kiểu như là vô cùng là đáng yêu. Nói chung ấy, cái nét duyên này ấy, thì cũng là cái người mà kiểu như là những cái người mà có cái nét mà lúng đồng tiền ấy, thì họ cũng là cái người mà có cái nét tướng quý. Họ là những cái người mà có cái nét duyên ngầm. Những cái người này thì trong đời sống của họ thì luôn vui vẻ. Nói chung là trong cái lĩnh vực mà tình duyên ấy, hay là trong cái lĩnh vực hôn nhân ấy, thì họ vô cùng là thuận lợi. Đấy, như các bạn cũng đã biết, những cái người mà có cái má lúng đồng tiền ấy, thì họ có một cái cảm, họ tạo cho người khác có cái cảm giác là vô cùng đáng yêu và tinh nghịch. Những cái người này ấy, thì nhìn mặt của họ lúc nào kiểu như là cũng cũng rạng rỡ, đúng không ạ? Đấy, nhìn lúc nào cũng rạng rỡ. Đó, vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về cái nét tướng duyên ngầm của người phụ nữ. Thì cái người nào mà có càng nhiều cái nét như thế này ý, thì cái đời sống tình duyên ý, hay là cái đời sống hôn nhân của họ ý, thì sẽ vô cùng hạnh phúc, và những cái người này sẽ có cái đời sống hôn nhân rất là viên mãn. Bạn nào mà chỉ cần có một nét trở lên là các bạn đã là cái người mà may mắn trong cái vấn đề, trong cái lĩnh vực mà tình duyên rồi. Bạn nào mà có càng nhiều thì càng viên mãn, thì càng cực kỳ là tốt. Thôi, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Bạn nào có đóng góp thêm ý kiến, có thắc mắc, có phản hồi, hay là có yêu cầu mình chia sẻ như thế nào, thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Thân ái, chào tạm biệt.